Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Vario 110 dọn cực đẹp như chiếc siêu xe BMW với một cái chó đèn bắt lé. Cái con Vario 110 độ hôm nay là một trong những bản độ hội tụ được hai cái yếu tố nó bật về gam màu đi cùng với dàn đồ chơi cực đẹp. Cái chiếc xe độ hôm nay hiện được cái cá tính lạ mắt, lại mang đến cái hiệu năng vận hành tốt hơn rất nhiều khi so với các dòng xe nguyên bản. Phần đầu chiếc xe được khoét đi một cái góc nhỏ để có thêm cái không gian bắt cụm thắng Rainbow Asset cái bản Costa, vốn rất quen thuộc anh em chơi xe Việt Nam hiện nay. Bởi mặt quay hình vô cùng đẹp, đi cùng rất nhiều năng ưu việt như khả năng xử lý phanh lực cực kỳ tốt và êm dịu, tăng thêm độ xa gần, phòng tay thắng và chống gãy. Cái tay con vẫn là phiên bản tương em xịn sò, làm cho một hệ xe chơi ở Việt Nam rất là không mơ ước xủ vì nó có rất nhiều tính năng và mức giá rất là ok. Cái phần đầu chiếc xe còn đó là cái cụm tăng tốc Dono kết hợp cùng với cụm đề máy, một cốt combo cực kỳ quen thuộc hiện nay, để tạo cho mình cái cụm tăng người chủ phải đầu tư thêm cái bộ ống ga titan. Tiếp đến, chúng ta thấy cái dàn chân trước ở dụng cho mình con heo dầu là Fando Bliss 4 bit đối xứng, đi cùng để thắng là Kimbis 260, được gắn và cái mâm Corosol 8 cây ở trước thông qua 10 cái chiếc ốc dinam điện phân lên gam màu ngũ sắc cực kỳ đẹp. Xe Ezio Health được bấm rất nhiều đầu trong cực kỳ tinh tế. Và tiếp đến, cái con xe này còn nâng cấp lên cục Holy bình dầu liền nằm trên, dành riêng cho những chiếc của đầu sử dụng. Người chủ đã lựa chọn cho mình cái nấm chỉnh vàng để tạo cái điểm nhấn cho cây cục nặng chim này. Và tiếp đến, chúng ta thấy cái cây ống xả 4 Ross, một cái mẫu rất là được nhiều những dòng tay ga ưa chuộng. Cái mẫu này sẽ đi cùng chiếc cổ titan, đem lại thức âm thanh quy lực hơn, ngoại hình cũng hầm hố và đẹp hơn cho con xe. Cái phần chó đèn mình tin chắc các bạn sẽ thấy đây là một chó đèn đẹp. Một bên vẫn giữ nguyên phiên bản, một bên vẫn chế lại phong cách gương cầu bắc quỷ. Và đây em ấy đang đứng giữa Sài Gòn, một bản độ phải gọi là siêu phẩm thực chất. Quay 125, dọn chuyển đậm chất chơi, khoe dáng một cái con đường quắn. Với một thiết kế không thực sự bắt mắt lắm, nhưng cái sức hút của cái dòng quay 125 vẫn còn được rất ưa chuộng. Và em ấy có tên gọi khác là Future 2 âm nam, một cái ẩn số mà không có thể ai lý giải được vì sao em ấy độ lên rất đẹp. Đặc biệt là con quay dưới đây, người chủ không chỉ là chi ra khoản tiền lớn để dọn lại mà còn trang bị chiếc xe của mình một mớ món đồ chơi giá trị cao. Cái điểm nhấn tạo nên cái sự phá cách phần đầu của con quay hôm nay chính là cụm thắng Rainbow, một dòng tay thắng cao cấp đến Ý, được rất nhiều người chơi xe phổ thông ưa chuộng và cho đến những cái chiếc mô tô một cái lớn cũng tin dùng bởi vì các hiệu năng và cái độ bền mà nó mang lại. Cái kẹp một bên sườn cho lực Holin hành trình 110m đi cùng với 24 nút chỉnh nặng nhẹ giúp kiểm soát phần đầu được tốt hơn, khắc phục hoàn toàn tình trạng xả lắc phần đầu xe cho độ cao. Tới cái phần hệ thống phanh trước, nơi đây sử cho mình con heo của Rainbow lục đỏ hai biến xứng đi cùng với đĩa trước của Gaffer được bắt cho tới đường trước thông qua lớp hồng CC. Xung quanh là ốc dinam tạo màu cũng khá nổi bật. Sử dụng cho mình hệ thống treo sau của Holden bình dầu rời, làm con xe trở nên tinh tế, hài hòa hơn, sang trọng hơn. Sử dụng cho mình cái chiều cao đạt 310, ngoài feature còn lắp được cho rất nhiều nhiệt cream quay không cần tới trái cả. Tùy chỉnh bất cứ chi tiết nào cũng rất là tiện lợi, đảm bảo đúng kỹ thuật. Riêng cái phần bình dầu liền ở như trên, người chủ phải khoét rộng vào nhận áo một tí để không gây cả cứng, mất cái sự tinh tế của cây vụn. Họa tiết nhỏ nhất của titan chụp cốp bánh xì xì cùng là ốc âm lửa đồ chơi chính là những điểm nhấn không thiếu giúp làm đẹp hơn bản độ này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, nhớ like, subscribe.